khá phân tích với mấy cái bài test này. Thì thực ra là từ những cái đường mà trơn trượt như kia mà anh cảm thấy là cái xe nó có cái độ ổn định rất là cao, không bị rung lắc, và khi mà mình vào những cái bo cua nhanh ấy, mà xe nó vẫn gần như là rất là ổn định mà không bị trượt xe, rồi để chế độ X-Mode ấy rất là hay. Và khi mà mình cảm thấy là thực sự là phân tích với cái xe Subaru này, mình sau khi mình cải chạy mình thấy là cái kết quả của xe thì có cái tính năng an toàn rất là cao, có thể nó phanh người tự động, phòng tránh tiền va chạm rất tốt, và ngoài ra nó còn có cái chức năng là cảnh báo nhầm ga khi bắt đầu khởi động, ngăn chặn những cái va chạm tiền tự động phía trước. Nhưng cơ bản anh đánh giá nó là cái xe tốt và an toàn, độ ổn định nó cao, cả cái bài test vượt quá là dễ dàng đấy, và cảm giác lái ấy, cũng rất là phấn khích. Khi mà mình cấp tốc mà những đường khó như cát ấy, và phải đánh lái liên tục ấy, thì chiếc Subaru Forester nó không bị bật xoắn và nó rất là chắc xe, mà cảm giác của mình giống như là mình đang drift xe mà không cần phải phanh luôn ấy. Rồi là khi mình vào những cái cung đường khó đi và cái xe của mình phải nghiêng để có những cái bánh xe nó không được bám đường ấy, thì Forester thì nó đã vượt qua những cái bài đấy rất là dễ dàng luôn. Mình thấy là cái bài test ASAI này thì mình đọc trong cái catalog thì mình thấy nó đúng như thế, tức là nó có một cái độ an toàn khi mà xe cứ chạy thẳng mà mình không có xử lý gì thì là nó sẽ dừng lại. Mình cảm thấy cái hệ thống ASAI này hỗ trợ rất là tốt, rất là phù hợp cho kể cả các chị em. Thì những cái trường hợp mà dễ bị xảy ra va chạm như kiểu là nhầm chân phanh chân ga thì cái hệ thống này hỗ trợ rất là tốt. Anh thấy cái tính năng mà tự phanh của iSight là cái tính năng tốt, mà đặc biệt là cái iSight kia thì anh cảm thấy là cực kỳ tin tưởng về cái dòng xe này, thấy là nó hơn rất nhiều những cái dòng xe khác mà anh đã từng lái. Trong tất cả các cái bài mà thử nghiệm của xe Subaru Forester thì mình thấy là cái ấn tượng nhất đó là cái khung gầm ấy, nó rất là chắc chắn. Khi mình đi qua các cái địa hình ấy thì mình thấy nó rất là chắc chắn. Mình ấn tượng nhất là cái bài slam đập, cái khả năng cái sự phân bố tốt giữa bốn bánh, để phân bố lực và cả bốn bánh khi mà mình cần thiết vượt qua các gặp khó. Anh thấy cái bài test về ổn định thân xe lúc mà mình trèo qua các cái trường ngại vật mà có treo một bánh lên. Mình khả năng là thích bài tăng tốc với cả chích răng.